thưa quý vị và các bạn, cần quan tâm tháo gỡ khó khăn về đất đai tín dụng cho các hợp tác xã. Đây là chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường tại hội nghị phát triển kinh tế tập thể tỉnh Lào Cai do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức sáng nay 17 tháng 7. Hội nghị nhằm đánh giá thực trạng hoạt động các điểm mạnh, yếu và đề ra các giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn, khích lệ khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển mạnh trong thời gian tới. Cùng chủ trì hội nghị có đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, bà Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Dự hội nghị có đại diện các sở ban ngành cùng hơn 100 đại biểu là giám đốc các hợp tác xã trên địa bàn. 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh thành lập mới 14 hợp tác xã, nâng tổng số hợp tác xã hiện có trên địa bàn lên 515 hợp tác xã. Tỷ lệ hợp tác xã đang hoạt động là 72,6%. Tổng số thành viên gần 7.570 người, tăng 2,7% so với cùng kỳ. Doanh thu trung bình của các hợp tác xã hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp, phi nông nghiệp 6 tháng đầu năm đạt từ 300 đến 400 triệu đồng. Các hợp tác xã công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, doanh thu bình quân đạt gần 900 triệu đồng. Mặc dù được đánh giá đã có những chuyển biến tích cực, song khu vực kinh tế này vẫn còn một số khó khăn hạn chế, đó là tốc độ tăng trưởng chậm, quy mô còn nhỏ, hiệu quả hoạt động chưa cao, liên kết giữa các hợp tác xã chưa nhiều và chưa mang tính ổn định. Tập trung thảo luận, các đại biểu nêu rõ các điểm nghẽn tại khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh hiện nay là trình độ nguồn nhân lực quản lý, kế toán còn yếu, khó khăn về tài chính, tiếp cận nguồn vốn tín dụng và các chính sách về đất đai. Các đại biểu cũng đề xuất giải pháp tháo gỡ để khu vực kinh tế này phát triển. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh, khu vực kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác xã luôn được Đảng, Nhà nước và tỉnh quan tâm hỗ trợ phát triển để đạt được mục tiêu hết năm 2024. Toàn tỉnh thành lập mới 45 hợp tác xã và nâng cao năng lực sản xuất, sức cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế, Lào Cai sẽ đồng hành và có những giải pháp cụ thể, hiệu quả. Cái hợp tác xã còn lại đã thành lập mà chưa hoạt động thì phải tìm ra nguyên nhân. Phải tìm ra nguyên nhân và phải khôi phục lại cái hợp tác xã đấy. Mà cần thiết phải tập hợp lại cái hợp tác xã này, phải ngồi nghe lại xem là cái nhóm này nó là cái gì. Thế thì phải phát triển được. Nguồn vốn ấy thì nó có rất nhiều cái kênh. Một là từ ngân hàng, thứ hai là từ quỹ của Liên minh Hợp tác xã, thông qua các cơ chế chính sách. Đấy, mà cơ chế chính sách của chúng ta ấy, thì Đảng và Nhà nước rất quan tâm. Chính sách của Lào Cai ban hành rất đầy đủ. Nghị quyết 26 và nghị quyết 33 là hỗ trợ rất là nhiều. Các hợp tác xã nếu sản xuất tập trung và có những cái mà phù hợp với cái nghị quyết 33 thì đề nghị các đồng chí nghiên cứu cái nghị quyết đấy. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các hợp tác xã chuyển đổi cơ chế hoạt động linh hoạt. Các hợp tác xã nông nghiệp cần gắn hoạt động sản xuất kinh doanh với chuỗi giá trị sản phẩm. Các sở ngành liên quan cần vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa để hỗ trợ khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển, đảm bảo hoàn thành mục tiêu Nghị quyết 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.